There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every Vậy thì chị em là một người rất là dịu hiền, là một người chị mà cũng là một cái tấm gương cho chúng em ấy. Mình cảm thấy Uyên là người sống khá là nội tâm, nhưng mà đôi khi nếu như mà thân rồi ấy thì sẽ rất là nhây. There goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every có một đứa em mà chơi từ lâu rồi ấy, xong rồi bây giờ nó đi lấy chồng mất ấy, nên cảm giác mình cứ hụt hẫng ấy. Trước khi mà diễn ra sự kiện ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hồi hộp và rất là mong ngóng được đón chờ cái đám cưới cũng như là lễ ăn hỏi của Uyên. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted in my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say please. Anh hiểu à? Em trao gửi chị gái của em cho anh, và anh phải có trách nhiệm là yêu thương, che chở cho chị em gái em cả cuộc đời này. Nếu mà anh mà có lỗi với chị em là bọn em sẽ xử anh đấy. You wear white and I wear out the words I love you. Now that the wait is over, love has finally showed her my way. Marry me today and every day. Marry
say you will. Say you will. Promise me you'll always be happy by my side. I promise to sing to you when all the music dies. Say you will. Say you will. Marry me. We lost so much in the fire of time, but something about you has got me feeling alive. There must be magic inside your bones. When I get lost here, I'm not alone. You feel like home. You feel like home. You feel like home. You feel like you come at the right time.
em chúc chị một đời bình an, hạnh phúc ạ. Đôi bạn trẻ là chúc các bạn hạnh phúc, vẹn tròn. Và cùng với chú rể có thể sống với bên nhau trọn đời. Và đừng bắt nạt em Hiếu quá nhiều nhé. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Uyên. Mình muốn gửi lời chúc đến Uyên và người chồng của Uyên là mong rằng hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau và sớm sinh.